Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Hồ Bích Trâm. Chào đất đồng hồ. Ngày hôm nay á là mẹ vô cho nên là dẫn mẹ đi ăn, nhưng mà mẹ không có thích ăn cái gì mà gọi là cao sang mỹ vị, mà mẹ chỉ thích ăn một cái quán vỉa hè thôi, nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Và cái quán này cũng gọi là cái quán kỷ niệm của Trâm 4 năm. Tại vì khi mà 4 năm trời Trâm ở Tân Phú á, ở nhà trọ gần đây nè, cách đây mấy bước á, thì ngày nào cũng ra đây ăn hết và ăn rất là nhiều món. Tại vì ở đây rất là nhiều món luôn mọi người. Mọi người thấy các bạn nhiều trên đây rồi đúng không? Rất là nhiều món luôn, và đa phần những món ăn vặt á mà cực kỳ ngon nha, làm rất là sạch sẽ nữa. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng khám phá quán này ở Tân Phú nha mọi người. Rồi bây giờ cô chủ ơi, cho con cái thực đơn đi. À đây là thực đơn đây nè mọi người. Đó, thực đơn rất là nhiều. Đầu tiên cái món mà không thể mà bỏ được á khi mà đến đây đó là gỏi cuốn. Gỏi cuốn ngon cực kỳ luôn. Bây giờ cho mỗi người một cuốn nha. Cho con 4 cuốn đi cô ơi. 4 cuốn nha, 1 tiếng mắm với 1 tiếng tương nha. Bà chủ nhiệt tình lắm, mọi người cho ăn ở đây 4 năm á. 4 năm là 2 đứa 5 đứa 5. Có một năm gián đoạn là tại vì về nhà mới không thích qua đây. Hôm nay là gần nhà trọ cũ. Nếu mà ai có nhu cầu tới quán thì ủng hộ nha. Trăm độ còn 4 năm rồi đó. Năm nay là năm thứ 5 Trăm quay lại. Là khách quen mà khách biết luôn đó. Ủa mà một năm em đi qua bên kia, vẫn qua đây ăn rồi, có nhớ em không? Có nhớ chứ, vẫn coi Quảng Ngãi. Vẫn coi, không có, vẫn coi là vlog về Quảng Ngãi kho cá. Vlog. Vlog. Về Quảng Ngãi kho cá. Rồi đổ tùm lum hết trơn, nói chung là cho má tiền lì xì, nói chung là theo dõi hết. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đây là thật ra là cái phòng trọ của Trâm ngày xưa Trâm ở mọi người, là nó cách đây có mấy căn thôi, là cứ tại đâu có biết ăn gì, cũng không có đâu có đồ ăn, đâu có nấu bếp gì đâu, cho nên là suốt ngày cứ ra đây ăn bánh canh nè, ăn gỏi cuốn, ăn hoài vậy đó, bánh xèo, đặc biệt là bánh xèo ăn dữ lắm. Mọi người cho mọi người khám phá ra nha, rất là nhiều món ngon luôn. Đây đó, đây bưng gỏi cuốn đi chị. Không được, bây giờ mình sẽ kêu hết ra nguyên một bàn luôn đi, cái giờ cái gì nữa ta. Một gỏi đu đủ tôm thịt luôn đi ha. Hôm nay con đãi mẹ ăn hả, hết quán luôn. Ăn buffet, ăn buffet. Giờ này á là 11 giờ rưỡi, cho nên là bắt đầu khách sẽ đông hơn nha mọi người. Cho nên là Trâm tranh thủ quay sớm chứ quay trễ quá sợ khách đông quá mình không có quay được, có ảnh hưởng tới chị. Cho nên là mình quay giờ này là 11 giờ rưỡi là sớm á. Giờ này chị bắt đầu chị bán rồi. Địa chỉ là ở đâu vậy chị? Số 2 Trương Vĩnh Ký nha mọi người. Số 2 Trương Vĩnh Ký ở Tân Phú nha. Ngay ngã tư Nguyễn Thái Học với lại Trương Vĩnh Ký luôn. Ngày xưa là Trâm ở Nguyễn Thái Học cách đây mấy bước nè. Đây ra cho mọi người tham quan quán nè, rất là nhiều món ngon luôn. Đây là canh bún bún riêu nè. Nhìn rất là sạch sẽ luôn đó mọi người. Một hồi nữa mình sẽ làm một cái tô canh bún cho mọi người xem nha. Mà giá ở đây thì cực kỳ mềm với lại rất là phù hợp với mọi người luôn. Buổi trưa thì rất là đông. Còn một cái món ở đây mà Trâm rất là thích nữa đó là bánh xèo. Mọi người coi nè. Nhưng mà bánh xèo là bây giờ chưa có đổ, một hồi nữa mình sẽ kêu một cái để đổ nha. Cô làm cho con một cái bánh xèo đi cô. Coi cô. Đây là gỏi cuốn nè. Món thêm món gỏi bò nè, gỏi tôm thịt quán nè. Trời ơi, cái món này là ghiền nhất nè. Đơn của quán nè. Ơi nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Trong cái 4 năm thì mọi người ủng hộ thêm nha quán nha. Quán mở là từ 11 giờ trưa cho tới 8 giờ tối luôn nha mọi người. Nói chung là rất là nhiều món luôn. Cho nên là cứ việc ăn thoải mái thôi. Bây giờ nè, cho em một cái bánh xèo, một tô bánh canh canh bún, một tô canh bún. À, hai cái hộp vịt lộn xà me. Rồi ok, đúng rồi, món quen thuộc luôn á. Hộp vịt lộn xà me. Ủa chào Trâm. Hôm nay là mẹ hồn. Mẹ của em. Mẹ Tính thì ở đâu? Mẹ Tính ở ngoài Quận Ngã. Trời ơi, bây giờ fan của mẹ Tính đông lắm mọi người ơi, đi đâu cũng mẹ Tính hết trơn. Nhưng mà chưa có gặp mặt mẹ Tính, hy vọng là lần sau là mẹ Tính vô Sài Gòn cho quán Chiều Vĩnh Ký để biết mặt nha. Trời ơi trời, dễ sợ. Còn mẹ ruột á là ít lên vlog. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ ruột á là vlog. Mẹ Tính thì tham gia nhiều cái vlog của Trâm lắm, nên ở nhà theo dõi nè. Lâu lắm rồi mới thấy được Trâm luôn á. 3-4 năm nay rồi Trâm bỏ, sớm nhà nghèo không biết Trâm đi đâu nữa.
Em chỉ là cái xóm nhà bình dân. Từ cái xóm nhà nghèo, ngày xưa là ở đây gọi là cái xóm nhà nghèo mọi người, xong bây giờ chuyển lên cái xóm bình dân ở bên Đầm Sen rồi, cho nên là ít gặp mọi người hơn. Trời ơi, gặp lại mừng muốn chết luôn á. Trời ơi, gặp lại quá trời mừng luôn. Theo dõi rất là nhiều luôn. Mà hả, rất thích những cái món ăn của Trâm luôn. Trâm làm mà giống bánh xèo, bánh xèo tới rồi kìa. Trời ơi, bà nói chậm chậm thôi, bà nói gì nhanh dữ vậy. Đây đây đây, dĩa bánh xèo nè. Đây đây đây, bánh xèo. Wow. Vậy là ngày hôm nay là ăn hết 13 món luôn. Wow. Đây mẹ, bánh xèo đây. Đây một tô canh bún nữa nha. Đây một tô canh bún. Ê, nhìn hấp dẫn quá. 25.000 thôi. Tô canh bún 25.000 nè, quá rẻ luôn. Em hai hộp vịt lộn xào me. Mẹ ăn đi mẹ. Ôi trời ơi, trời, tới giờ mẹ ăn rồi, đừng có leo lên con chưa. Uống nào, đưa chị hơn cái đi. Có nước sâm á. À cho em 4 chai nước sâm luôn nha chị. Có đồ nành không? Nè, nè cho mọi người coi nè. Hiện giờ trên bàn của Trâm là đang rất là nhiều món ăn. Ví dụ như là tôm thịt nè. Cái này là gỏi bò, bò bía. Gỏi khô bò, lộn. Gỏi khô bò. Gỏi cuốn, bánh xèo miền Tây. Với lại này là canh bún nha. Tô canh bún này chỉ có 25.000 thôi mọi người coi nè. Cực kỳ ngon, rẻ luôn. Mẹ thích ăn canh bún đúng không? Đây nè. Thích đi. Đúng rồi. Giờ này là quán bắt đầu đông rồi, mình sẽ bớt ồn ào lại cho mọi người. Sẵn đây nhà nấu đây. Ngon bổ dưỡng. Sẵn nhà nấu luôn. Rồi mỗi người một chai. Thảo ngồi xịt qua Thảo. Đây là hai món. Món quen thuộc của bạn Trâm là ghé vô là lúc nào cũng ai cũng me hết trơn. Hai gỏi cuốn mắm thêm. Tại vì ở đây là bánh ơi, cái hột vịt lộn xào me này ngon lắm mọi người, nên thích ăn lắm. Trời ơi, ăn thôi. Dạ đúng rồi, trời cảnh đó, chỗ xe đậu á. Nhiều kỷ niệm quá ha. Nhiều kỷ niệm ghê luôn á, giờ quán nhắc ai cũng nhớ hết trơn. Ngon lắm mọi người ơi. Ăn nè. Mấy ăn gì miên. Ăn nè. Chị có bún riêu không chị? Một tô bún riêu. Trời ơi, bà để ba bún riêu, mẹ đang canh bún rồi, mấy cái này ai ăn? Từ từ ăn tiếp. Thảo ăn đi Thảo. Con ăn gì ăn đi Thảo kìa. Con à, chỉ thích nè, bỏ ớt vô nè. Ủa? Ăn gỏi cuốn. Thấy có lầu đông rồi mọi người. Mà Trâm khẳng định với mọi người luôn nha, quán cực kỳ sạch sẽ luôn. Đó, mà giá mềm nữa. Bò rất là ngon. Bò ngon không? Gỏi bò được ngon mẹ, gỏi cơm mà cũng ngon. Thảo ăn gì Thảo, gỏi cuốn hả? Gỏi cuốn ngon không? Quán rất là sạch sẽ. Đi đâu bảo rồi đi theo với mọi người ơi. Đó, đâu rồi, đâu rồi, ngồi xuống. Chờ ngồi xuống. Bò nấu canh chua. Bữa nào em rảnh em dạy cho chị nấu nha. Dễ mà. Mua thịt bò về, mua rau canh chua về nấu thôi. Ngon lắm hả? Ngon, ở ngoài quê em, ba em hay nấu cho em ăn kìa. Rồi chính ra là bà cũng coi vlog của Trâm quá nhiều. Quá nhiều quá không? Ngày xưa chị cũng là một người là mém làm diễn viên chứ bộ. Hồi đó cũng thi đúng không chị? Hồi đó cũng thi diễn viên nhưng mà không đậu. Cũng thích, cũng đam mê. Diễn viên lắm, đam mê diễn viên lắm nhưng mà thi không đậu. Do mình nói chuyện tiếng Nam thì khi mình đậu tiếng Bắc. Đạo diễn không chấp nhận. Mà ý là không có duyên á. Bởi vì mới có duyên với ngành này nè. Chứ là buôn bán kiếm tiền sướng hơn chứ làm diễn viên cực. Cái nào, cái nghề nào nó cũng có cái cực của nó hết. Ai cũng đưa đọc cảm không em. Rồi chị bán quán này bao nhiêu lâu rồi ta? Em ăn 4 năm rồi, là trước đó nữa. 12-13 năm của quán này rồi mọi người. Còn kể lại. Năm nay có thêm món gì mới nữa không? Cái gì? Dễ hả? Đây là hồi xưa cũng thích làm diễn viên, cũng thi, đăng ký thi nhưng mà lại không có duyên với nghề đó. Xong cuối cùng có duyên với là đồ ăn buôn bán. Nhưng mà đồ ăn buôn bán như nè. Bán mới sướng á.
dụ mình phải làm ăn sạch sẽ từ bên trong lẫn bên ngoài thì mình mới có được khách. Với phần hả, gia đình chị theo dõi lóc của em rất là nhiều, theo dõi hả từ cái cá nục chiên nè, mắm nêm thịt luộc nè, rồi con bê nó đẻ, chị mới hỏi cho chị bánh xèo là ủa bộ ngày quê mỗi lần buổi chiều mà mình muốn mà cho con bò mà không bị mũi cắn mình phải phun cái rơm lên à? Đúng rồi, ung nó lên đó. Ừ, quá, ở quê nó vậy đó. Có nhiều không? Rất là nhiều đúng không? Nhiều. Cái đống em rất là nhiều. Ở ráng đi, ngày mai mất cái clip mà lên coi nha. Để cái chị gia đình em á. Thôi được rồi. Rất là nhiều. Đau lòng quá. Khổ ghê. Ủa, cho chị ăn bánh xèo mọi người. Cái bạn hai chị kêu gì nè? Đây nè, con bưng. Bỏ ớt vô, ăn bánh xèo. Bên hai cha này qua bên kia. Ủa, cống đũa. Nói đây nè, đũa nè. Rồi, giờ tới phần ăn bánh xèo nha mọi người. Mà bánh xèo không có cuốn mà. Là cái gì? Cuốn bằng rau cải. Mấy người miền Tây là ăn là cuốn bằng rau cải. Bảo qua đây ngồi cũng được nha. Ăn cho nó ăn nhiều. Không sao đâu. Quạt ăn nó rồi. Nha mọi người. Nó để nè. Đây cái gì bánh xèo bên trong nè. Ôi nè mọi người coi ra. Cả tôm thịt khá nhiều luôn. Chú, cái bánh xèo bao nhiêu tiền cái quên rồi. Cái 40 ngàn. Cái này 40 ngàn nha mọi người. Tôm thịt rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ cuốn một cái bánh xèo nha. Bánh xèo miền Tây thường ăn với rau cải. Canh 4 phần cải. Đó, mình sẽ cho rau vô đây. Thảo con rau gì? Thôi ăn thử rau cải. Cải rất là nhiều rau lắm. Lấy rau gì? Thôi rau cải được rồi chị. Thì ăn trước đi. Đắp trước ăn. Không, tại vì nó có nhiều loại rau lắm. Nhiều loại rau này con không biết là rau gì luôn mẹ. Đinh lăng rồi nè. Đinh lăng hả nào? Này là này là lá cóc nè. Này là tô. Mẹ bị gì á? Bị sặc. Bị corona hành. Ăn cho sặc hoài. Rồi, rau thơm. Nói chung nó có nhiều loại rau lắm mọi người. Ủa cái lá này lá gì ta? Lá cắt đây, lá cắt. À lá cắt hả? Cắt. Rồi. Mình sẽ cho đi qua cái phòng trọ cũ thì ở đó cũng có mấy cô rất là dễ thương luôn. Ngày xưa Trâm ở đó 4 năm thì cũng rất là thân với mấy cô cũng rất là thương. Giờ không biết là mấy cô còn ở đây không nữa nhưng mà chắc chắn là sẽ còn chứ, nhà của mấy cô mà. Đây. Đó, ngày xưa Trâm ở bên đó mọi người. Đó, ngày xưa là Trâm ở bên đây nè mọi người. Đó là cái phòng trọ ngày xưa Trâm ở cái phòng đầu tiên luôn. Đó thì lúc trước là cái nhà này á, là chưa xây lên là có một cái cô gọi là cô Út á, rất là thân với Trâm luôn. Mà giờ cô dọn đi rồi, cô bán nhà rồi. Đó là cái phòng trọ nè. Đó, còn phòng cho thuê. Còn một cái cô bên em muốn cá nữa, rất là dễ thương. Đâu mất tiêu rồi, mấy cô đi đâu hết rồi. Cô ơi. Cô ơi cô. Cô ơi. Trời ơi, trời ơi, kêu là Trâm hả lâu quá kìa. Hello cô. Trời ơi, lâu quá mới thấy. Dạ, bữa nay con về con đi ăn nè, gần đây kêu qua coi thử cô nay khỏe không? Khỏe, mày thấy tao mập ra không? Trời ơi, vợ này bữa nay thấy mình lên truyền hình quá vậy. Dạ hả? Quá luôn cái trời. Xa xa sớm sớm nghèo được một năm rồi đó.
Dạ. Con không biết nữa, chừng nào có chừng nào có ai lấy thì con lấy. Út ơi, có ai về không cô? Ngày qua, ba giờ đây đám cưới lắm. À, hôm qua cũng về đây đúng không? Bên kia bà cũng về được chưa? À, còn có cô bán tạp hóa đâu mất tiêu rồi. Có, cũng hỏi được bác chuẩn bị dọn. Ủa, dọn luôn hả? Trời ơi. Sao vậy? Trời ơi. Đâu, bà đâu? Ra nè, con đi mất tiêu rồi sao? Người hồi xưa mấy cô dễ thương lắm mọi người, cho mở đây là hay giúp đỡ dữ lắm, giống như cô Út bán nước mía là ngày xưa cứ chăm bệnh á, tại vì hồi xưa chăm ở bên đây á là chăm hay bị bệnh lắm, một lần nằm bệnh viện á là 10 ngày đó là hả truyền 33 bình nước biển, thì là cái lúc mà về đây á là lúc đó chưa về nhà mới rồi vẫn ở bên đây, thì mấy cô hay pha nước cam này nọ đem vô cho, xong rồi cứ hỏi thăm hoài con đỡ bệnh chưa này nọ. Cái đợt đó là cái đợt bệnh mà kinh khủng nhất, bị viêm màng não, tâm bị viêm màng não. Đâu? Cô! Trời ơi! Qua đây! Dượng qua đây mà! Cần gì đóng cửa? À, ở đây á là mấy cô cũng có bán một cái món đó là bún canh cá. Bún canh cá nè, rồi bún chả cá nữa, ngon lắm mọi người. Đó là mẹ của Trâm là rất là thích ăn cái món ở đây luôn. Nhưng mà giờ này thì cũng trưa rồi, thường là cô bán buổi sáng. Trời ơi, qua đi thăm một xíu mà. Trời ơi, sớm nghèo mà sao quên được. Chứ sớm kỷ niệm mà sao quên được. Nhìn lạ quá à. Con làm gì đâu lạ, con vẫn vậy mà. Quá đẹp gái luôn. Cái chuyện mà đẹp gái là không cần phải nói nữa. Ủa ghê luôn. Có, bữa Út có gọi cho con mà lúc đó con đang quay. Con nói thôi để có gì con rảnh thì con gọi lại. Để con gọi lại con hỏi thăm bữa Út với bà tội. Dễ thương quá, giờ dọn đi mất tiêu rồi. Cái nhà này giờ xây lên bự quá con ha. Xây làm công ty hay là xây nhà ở? Nhà ở đó. Trời ơi, vậy là tự nhiên cái xóm nghèo này xuất hiện một cái nhà hoành tráng. Hoành tráng. Nhà đẹp nhất sớm luôn. Đẹp nhất sớm luôn. Nhà gì đó chưa có xong mà. Trời ơi, nhìn là biết rồi cô, nhìn là biết nó bự cỡ nào rồi. Giờ chăm ở đâu? Ở Đầm con Sen. Dạ, con ở bên Đầm Sen á. Nhà lấy chồng. Chồng hoài luôn. Giờ ai gặp chồng cũng hỏi chừng nào lấy chồng, biết chừng nào không lấy chồng rồi con mời cái đi đám cưới không? Sớm đi, mời là đi liền à. Này nói thiệt nha. Sợ cái quên với cô sớm. Không, quên là sao quên được, nhưng mà ý là tại vì bị trái đường á, ít đi qua bên đây, nhiều khi đi ngang thì cũng đi ngang ngoài Trương Vĩnh Ký thôi chứ đâu có đi ngang qua đây được. Nổi lình bình á. À, đang có phim buổi tối chiếu HTV7 nè, rồi 8 giờ là của truyền hình Vĩnh Long 1 đó nè. Nhớ coi ủng hộ con nha. 8 giờ Vĩnh Long 1 đúng rồi. Nhiều phim lắm. Vĩnh Long 1 á. Dạ. Vĩnh Long 1 á, 8 giờ. Phim gì đó, phim gì của Lời Nguyền lúc 0 giờ nè. Lời nguyền gì á, thằng cái đông ấy. À, đó đó. Với lại mua kiểu làm dâu. Rồi tháng 4 là phim gia đình là số 1 phần 3 trên HTV7 luôn. Rồi tháng 5 một phim trên STV14 nữa. Nổi tiếng rồi. Hồi xưa ở đây không nổi tiếng hả? Chưa hung vô nhiều không? Bây giờ quá trời nhiều luôn á. Bây giờ em nói chứ, tự nhiên nó đi cái giờ mình coi nó trên TV nhiều hơn. Lúc trước là nó ít coi, giờ đút một ngày coi nhiều hơn. Nó mà không coi nhiều hơn hết. Hồi đó đâu có ai nghĩ diễn viên mở nhà trọ mà chật hẹp như vậy đâu mọi người. Có mấy cô biết nè. Khổ cô ha, ngày xưa khổ ghê luôn á. Bà đó qua đây mấy người ăn á, nó ngồi đó qua đây nó ăn mấy người ta cũng nói nhìn nó quen. Nhận nhìn nó nhận ra nó quen. Cháu nè. Nó nhìn nó mì nó nói quen. Ủa cái chị này giống đóng phim nè. Gì? Nó đó chị đó. Cái là ủa sao chị ở đây? Cái đó chị ở đây chứ ở đâu? Ừ thì ở đây chứ ở đâu? Ở xóm nghèo cho vui. Ở chỗ giàu mình không có giàu như ta. Không? Dạ. Vui bằng ở đây phải không? Vui là chắc chắn là không vui bằng ở đây rồi, nhưng mà được một cái cô là qua bên đó là nhà cửa nó thoáng mát á. Nhà con hướng tây á, gió rồi mát. Dạ không, người con cũng có hai chị em con ở vậy thôi đó. Có bán hàng online gì? Có bán hàng.
vẫn bán hàng online bình thường giống như bên đây. Ngày xưa mọi người biết cái nha, cái phòng trọ của Trâm nhỏ vậy đó, Trâm chất hàng á, tao nói chất hết nguyên cái nhà luôn, không có chỗ ngủ, không có chỗ ngồi luôn á, có một cái góc nhỏ để mình livestream thôi đó, mà gây dựng lên sự nghiệp ghê không. Nhớ quá đi, trời giờ nhắc lại nhớ quá đi. Đó là cái phòng trọ đó đó. Đó đó đó. Cũng nhờ cái phòng trọ đó mà mất một chiếc xe nữa. Nhiều kỷ niệm lắm. Phòng trọ này nè, giờ chủ mới rồi. Ờ chủ mới rồi hả cô? Rồi mọi người có biết ngày xưa phòng trọ cái bà chủ thứ hai á, trời, cái con nhỏ nó hắt dịch kinh khủng khiếp luôn. Nhớ hoài luôn á. Tiền điện á, tự nhiên một ngày đẹp trời bình thường á mình có 300-400 mà tự nhiên ngày đẹp trời nó qua đưa 700 mấy chục ngàn. Cái lộn hoài gì? Cái lộn miết luôn. Nói chung là nhiều kỷ niệm lắm mọi người. Cứ ghé lại đó chưa? Ghé lại. Giờ con ghé vô đó đâu phải phòng trọ của con nữa đâu, con vô đâu có ai mở cửa cho con ở, mà đa phần là những người mà ở trong phòng trọ của Trâm dường như là dọn đi hết rồi. Giờ là toàn là người mới thôi, chứ còn nếu người cũ là mình có thể vô mình chơi được. Còn này là giờ dọn phòng mới rồi. Thôi mấy cô nghỉ ngơi buổi trưa đi nha. Con dẫn mẹ con ăn bên kia kìa. Dạ. Không ăn ăn ở đây nè, không phải ăn ở quán này nè. Đó, dạ. Dạ. Rồi xong, bye bye. Mới phát tài nha. Dạ. Sự nghiệp thăng tiến. Yeah, cảm ơn cô. Rồi. Chừng nào con có đi ngang đây con ghé nữa. Bữa nào phải qua ăn sáng ở đây, cái bún chả cá nè. Lâu quá rồi không được ăn. Rồi con đi nha. Rồi, bye đi bye cô. Bye bye. Mọi người ơi, Trâm đi qua bên kia một xíu, quay lại sao sạch trơn rồi. Mẹ ăn được ghê. Trời ơi. Ơi. Bà lấu, mẹ, bà lấu ngon lắm mẹ. Không, không, con ăn đi, mẹ không ăn nổi nữa đâu. Dạ hả? Nè, mẹ ấy cho con ngồi con ăn bà lấu đi. Này, trứng lộn sa me cũng rất là ngon luôn. Bánh xèo ăn sạch, gỏi cuốn ăn sạch. Trời ơi, gỏi đu đủ ăn sạch. Đây là bà lấu với mọi người, bà lấu rất là ngon. Cho một miếng nước mắm me vô nữa nha, mẹ ăn thử bà lấu mẹ. Không, không, không. No không. Quá rồi, không ăn nổi nữa. Mẹ chăng mà ăn hết không, vịt lộn đi. No chưa? Hello chị. À, muốn kiểu làm dâu hả chị? Đừng có ghé em. Nói là coi phim muốn kiểu làm dâu thấy mà ghét. Cô chỉ tàn. Trên phim thôi. Dạ. Trên phim thôi chị, ngoài đời nó hiền lắm. Gia đình số 1 là tháng 4 chị. Hết cho hết một kiểu làm dâu là tới. Quá cô. Con đang quay nè, chuẩn bị phát sóng á. Ai muốn kiểu làm dâu đi đâu á, ai cũng coi hết trơn á, rần rần hết trơn. Mẹ coi video của con không? Có. Thấy con gái đóng làm sao? Đạt. Đơn giản ghê. Đạt. Thì quá đạt chứ. Đi ra đời con đóng vai ác mà người ta ghét là mình đã thành công rồi. Dạ. No quá chị muốn ăn mất nữa. Nè nhà mình ăn tổng cộng là 8 bữa cuốn, 2 bữa cuốn là 14 cuốn nha. Có một tô đặc biệt của anh tài xế nè, một nướng của bạn Phó Tài nè. Cái hai gỏi, một xèo, một canh để tụi mình hạnh má. Với một tô đặc biệt của bạn cái bên, sức mùi ca, một mẫu hai nè. Mọi người thấy số lượng cho ăn nè. 8 gỏi cuốn, 14 cuốn tổng cộng. 14 gỏi cuốn tổng cộng. Một tô, một nướng, hai gỏi, một xèo, một canh, một đậu đặc biệt, hai một có ca, một cái gì? Nước chai nước gì tính ra? Sáu chai. Sáu chai. Đúng rồi. Sáu chai tính chưa? Tao đưa tao tiền. Tiền lẻ không chạy. Yeah. Ăn hồi nãy giờ tổng cộng là 2 3 4 6 người. 6 người mà ăn chỉ có 467 ngàn. Ăn một cái số lượng khủng luôn mọi người.
1 he, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 rồi nè. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 nè. Đây, tiếp tục. 38, 38 mẹ cho mượn mẹ. Wow, nhiều, 38 rồi. ba tám cho con he từ 10 ngàn nữa cho nó đủ 40 đi nè. 38 40 400 rồi, còn thiếu 67 ngàn nữa rồi. Rồi còn dư 3 ngàn bo luôn. Bo nhiều ghê, 3 ngàn. Cảm ơn chị nha, chúc cho quán của mình buôn bán hàng ngày nhiều hơn nữa và nhiều món ngon hơn nữa nha. Ai cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Bắt đây nha. Thấy bữa hôm hai mẹ con live stream cái không có ngờ gì, nhìn ở ngoài mẹ chăm dáng chuẩn, dáng trẻ hơn đúng không? Trẻ. Đây là nữ hoàng live stream bán hàng đó. Bán giỏi ghê. Bán giỏi lắm. Em làm nghề kinh doanh mà, chị làm kinh doanh mà em. Thế là mẹ cũng kinh doanh buôn bán á, lanh lẹ nhanh lắm. Rồi xong rồi đó. 6 người ăn mà có 467 ngàn thôi là quá giá nhiều. Rất là bình dân em, mọi người nhớ ghé ủng hộ số 2 Trương Vĩnh Kế. Thấy nhớ mẹ luôn không? Quảng cáo chưa? Thấy mẹ quảng cáo ghê chưa? Mẹ xem đẹp quá hả? Dạ, mẹ đẹp mà con đẹp hơn mẹ. Rồi, bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Nhớ ghé số 2 Trương Vĩnh Kế nha mọi người.